Hello, how are you? What are you? What's your name? What is how? Yes. How many? How many rabbits? Yes. Do you like? Do you like ring? Do you like ring? Yes or no? Yes, I do. Can you wink? Can you wink, yes or no? What can you do? What can you do? Xin chào quý phụ huynh. Đầu tiên, xin chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học Pre-Starters. Khóa vừa rồi, các con đa phần lần đầu tiếp xúc với tiếng Anh chuyển theo phương pháp vừa học, vừa chơi, không gây nhàm chán hoặc áp lực quá nhiều. Chương trình học khóa Pre-Starter vừa qua bao gồm học những từ vựng và mẫu câu đơn giản, làm quen với bảng chữ cái và cách phát âm từng từ một. Cách nhận biết và phát âm phần cực kỳ căn bản trong tiếng Anh đó là âm cuối, final sounds. Học những khẩu lệnh cơ bản trong lớp học. Điều quan trọng hơn cả là sự tự tin khi gặp người nước ngoài. Khóa học tiếp theo, chương trình Starter 1. Học thêm từ vựng để ghép vào những mẫu câu dài hơn. Bắt đầu những đoạn hội thoại ngắn với 7 chủ đề khác nhau. Tiếp tục xây dựng cách phát âm bao gồm nguyên âm và phụ âm. Giáo trình học của khóa Starter này sẽ là bộ giáo trình nổi tiếng Family and Friends 1, phiên bản 2, nhà xuất bản Oxford. Có điểm khác với sách của Bộ Giáo dục là kiến thức sẽ nhiều hơn 30-40% sách của Bộ Giáo dục. Khác biệt về văn phong, hình ảnh, giúp bổ sung được nhiều kiến thức hơn so với sách của Bộ Giáo dục. Phụ huynh vui lòng liên hệ phòng tư vấn để được tư vấn giáo trình. Ngoài ra, sau mỗi bài học, đều có các tựa games được Kingdom thiết kế, bám sát theo từng bài học để học sinh luyện tập thêm tại nhà. Phụ huynh vui lòng cập nhật để cùng con học, chơi, giảm tải bất lực, bớt áp lực học hành. Xin chúc mừng và chúc các con học tốt.